Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cập nhật cái tình hình vườn của mình sau cái thời điểm sổ nhụy từ 15 cho tới 20 ngày, xem hôm nay cái vườn của mình nó đậu trái như thế nào, thì mình sẽ cập nhật tình hình cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình. Và cái bộ thuốc mà mình đã xử lý trong cái thời gian qua, khoảng 20 ngày qua. Thì như đợt vừa rồi các bạn cũng biết đó, là cái tình hình nắng nóng rất là gắt, nắng nóng mà kèm theo gió, thì năm nay nó có cái hiện tượng El Nino đó các bạn, nó phức tạp. Cho nên là mình sau khi mình thay đổi chiến thuật thì hôm nay sầu riêng của mình đậu rất là tốt nha các bạn. Thì mình thay đổi chiến thuật như thế nào thì mình cũng xin nhắc lại là lúc trước là mình tưới 3 ngày một lần, một lần là mình tưới 1 tiếng đồng hồ. Thì sau khi mà cái đợt nắng đó nó tới đó các bạn, thì mình đã thay đổi là mình cắt ngày tưới ngày, cứ cắt một ngày mình tưới một ngày, thì với cái lượng nước á, là cây năm thứ 5, năm thứ 6 thì nó rơi vào khoảng 90 lít nước, còn cây năm thứ 10 nó rơi vào khoảng cái chừng 100-101 lít nước. Thì cái này là mình chia sẻ là cái cách tưới của mình để cho mọi người biết là có một cái nhìn trực quan nhất là mình tưới như thế nào. Mình là khu vực Đông Nam Bộ, đất đỏ Ba Gian. Đấy. Thì mình tưới như vậy. Còn đối với những khu vực khác, đất của mình ấy, cái chất đất nó khác, đất cát, rồi đất sét, đất đen, rồi cát pha sỏi, đỏ pha sỏi, nó có rất là nhiều chất đất, đất sét. Thì tùy vào mỗi một khu vực, mỗi một vùng miền, mỗi một khí hậu thì mình sẽ tưới khác nhau. Đó. Thì mình chia sẻ về cái cách tưới của mình để cho mọi người có một cái nhìn trực quan nhất là mình tưới như thế nào. Thì thật sự ra để mà nói mà tưới thì không có công thức. Nếu mà có công thức chính xác nhất ấy, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là mình quan sát qua bộ lá đó các bạn. Cái đó là cái công thức duy nhất thôi, là mình quan sát qua bộ lá và cái cách mà cái cây của mình nó chạy trái và nó thải sinh lý như thế nào. Thì cái thứ nhất ấy, là nhìn vào bộ lá. Cái giai đoạn mà sau sổ nhụy ấy, khoảng 10 ngày ấy, thì cái bộ lá của mình làm sao, nó phải luôn trong cái trạng thái là không có được tươi các bạn. Thì nó cứ hơi ngủ ngủ ấy. Nó hơi hơi thôi nha, hơi hơi ngủ ngủ. Chứ nó mà tươi là cái cây của mình nó sẽ đậu rất là kém. Có thể là nó sẽ thải hết vì do dư nước đó các bạn. Cái đó là mình sẽ căn theo cái cách mà mình quan sát bộ lá. Còn cái ở bên trong á thì những cái cuống mà sổ nhụy này nè, là mình không cho nó nhìn lên nha. Nó mà nhìn lên như vậy nè là nó sẽ rụng nhiều lắm các bạn. Nó sẽ rụng hết luôn, thì mình cho nó hơi vừa rũ xuống vậy nè. Thì là cái lượng nước á trong cây lúc này á là nó đủ. Nếu mà dư nước á thì cái tầng rời này nè, nó sẽ dư nước thì nó sẽ làm cho cái tầng rời này nó bị phân tách ra và nó sẽ rụng đi nha các bạn. Đó là cái hai cái cách duy nhất để mình, gần như đó là công thức luôn á, duy nhất công thức chính xác để cho mình làm sao để mình căn được. Mình căn được làm sao là thế nào là đủ và thế nào là thiếu nước. Chỉ có cách duy nhất là mình căn qua bộ lá thôi. Dù cho bạn ở vùng miền nào, đất như thế nào thì cái lá của mình nó như vậy. Và cái lá của mình thì nó hơi ngủ. Cái thời gian mà sau sổ nhụy 10 ngày đó là lá nó hơi ngủ. Và cái cuống thì nó không có nhìn lên. Thì đó là cái cách duy nhất để mình căn. Ví dụ hôm nay mình tưới 10 phút, hôm sau mình tưới 20 phút, cắt ngày tưới ngày, cứ ngày tiếp theo nữa là mình tưới 30 phút. Cái đó là tùy vào mình căn vào cái bộ lá của mình nó như thế nào. Thì sau khi mà mình chỉnh sửa lại cái cách tưới thì hôm nay nó đậu nhiều lắm các bạn. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ một cái mẹo nhỏ nhỏ về cái vấn đề tỉa trái. Thì cái này là mình như năm ngoái ấy, là mình tỉa trái ấy, mình có gặp một cái vấn đề như thế này. Đây nè, các bạn thấy mình nói đâu có sai đâu, mình kéo đọt á mà của mình nó đậu nè, như một chùm nho các bạn. Nó nhiều lắm, đậu à, khiếp lắm. Bây giờ mình phải tỉa đi các bạn, bởi vì cái cành này nó đậu được khoảng cái chừng 3 trái. Thì ăn mình chết cái cành đi cũng được, nhưng mà nó đậu được 3 trái là cũng ghê lắm rồi các bạn. 3-4 trái gì đó thì cái đấy thì tùy vào cái lực cái chỗ này thôi. Thì như năm ngoái á, là mình tỉa như thế nào? Năm ngoái mình tỉa như thế này nè. Là mình lấy cái kéo á,
ví dụ như cái trái này mà mình muốn tỉa đi đúng không, mình lấy cái kéo mình cắt ngay đây, đây mình lấy kéo mình cắt ngay đây thì mình cắt ngay đây thì nó không không ok đâu các bạn. Mình cắt ngay đây á thì cái nấm nó dễ xâm nhập vào trong cái cuống này nè. Thì theo mình á, cái cách mà tỉa hay nhất á là mình chỉ bẻ cái này đi thôi nè, đó. Mình chỉ bẻ cái đầu trái đi thôi nè. Thì sau khi mình bẻ đi á, dinh dưỡng nó không bị sốc các bạn. Nó vẫn truyền từ đây ra đây. Đó, nó vẫn truyền từ đây ra đây nhưng mà cái trái này nó mất đi. Cái trái này mất đi thì nó vẫn truyền ra nhưng mà khoảng chừng 2 3 ngày sau cái chỗ này nó tự rụng đi các bạn. Mình tác động vô nhẹ thôi. Đó, mình chỉ tác động vô mà mình bẻ ngay đây này thì dinh dưỡng nó vẫn truyền ra nhưng mà vài ngày sau nó tự động nó rụng đi thì nó thải tự nhiên, nó không bị sốc. Còn nếu mà mình cắt ngay đây nè thì như năm ngoái á, mình cứ cắt ngay đây nè, nguyên một chùm như thế này mình tỉa kiểu đó, mai mốt nó chỉ dính được khoảng chừng một quả, nhiều khi rụng hết luôn các bạn, kiểu nó bị sốc hay sao á. Thì về sau này mình cứ tỉa như vậy nè. Đó, mình nhìn thì ngứa mắt lắm, mình nhìn mấy cái cuống này như vậy mình ngứa mắt lắm, nhưng mà mình tỉa như vậy á mình thấy nó sẽ đạt hiệu quả hơn, bởi vì nó không bị sốc á các bạn, nó không bị sốc đột ngột á. Rồi thì thay vì nó thải sinh lý thì mình bẻ đi thôi. Đó. Rồi giờ nguyên chùm này bây giờ buộc mình phải tỉa thôi, chứ bây giờ nó cũng đẹp nhiều lắm các bạn ơi. Nè, nó nhiều lắm, nó đẹp nhiều lắm. Mấy cái quả mà cong cong này thì mình bỏ đi nhá. Này là đối với sầu riêng mõn thon nha các bạn. Sầu riêng mõn thon ấy, cái giai đoạn này là giai đoạn 20 ngày nè. Thì cái giai đoạn 20 ngày này mà mình phải cố gắng mình tỉa nha các bạn. Nếu mà nó đậu được như vậy thì mình tỉa gắt lên nha các bạn. Nếu mà mình còn để thì khoảng cứ chừng chạy trái lên tới 30 ngày là cái chùm này nó rụng hơi bị ghê nha các bạn. Nó rụng nhiều lắm. Nếu như mình không tỉa, mình không tỉa đi ấy, thì nó sẽ rụng rất là ghê. Thì bây giờ mình cứ lựa thôi, cứ mỗi một cuống là một trái, mỗi một cuống một trái. Cái trái nào mà nó là một cuống rồi thì thôi. Còn cái nào mà nó có dính hai, đây nè. Cái nào mà nó có dính hai như vậy nè. Đó thì mình ưu tiên cái cuống thẳng xuống nha. Còn cái cuống bên này thì mình hai trái mà đẹp đều bằng nhau thì mày cũng ưu tiên thôi. Đó, mình ưu tiên mình lấy cái trái, bỏ cái này đi, lấy cái trái này này cho nó thẳng nè. Đó. Bây giờ nguyên chùm này giờ mình không biết tỉa sao luôn đó các bạn. Thôi chắc tỉa sơ sơ vậy rồi để cho nó đài thả, nó tự đào thải thêm với các bạn ơi. Chứ giờ mình không biết tỉa sao luôn á. Quá nhiều nè. Trên này nữa nè. Rồi những cái trái nào mà nó bé nhá, nó bé hơn á, mình bỏ luôn thôi các bạn. Những cái trái nào mà nó bé thì mình bỏ luôn. Mình bỏ luôn để mình lấy cái cỡ to nè. Đấy, mình lấy cái cỡ to đều nè. Đó, đây là cái mẹo nhỏ thôi, mà nhỏ hơn nhưng mà nó có võ nha các bạn. Nó chỉ nhỏ như vậy thôi á, là bẻ bẻ cái đầu này thì hay hơn nè. Hay hơn là mình cầm kéo mình cắt trên này nè. Các bạn không tin á, cái sầu riêng Thái, riêng sầu riêng Thái nha. Sầu riêng Thái món thon nè. Các bạn để trên cây khoảng 100 trái, tới lúc nó rụng á, nó chỉ còn khoảng được 30 trái thôi. Nó rụng ghê lắm. Nó khó hơn sầu riêng ri rất là nhiều. Nó thải sinh lý, nó thải liên tục các bạn. Cho nên là mình để cái sầu riêng mõn thon này thì lúc nào mình cũng để với lại một cái lượng nó tương đối một chút nha, để nó còn đào thải nữa. Đấy. Nó còn nhiều ở ngoài này lắm nè, bắt cái thang ra ngoài này để mình tỉa nè, nó đậu nhiều lắm, như chùm nho vậy. Đấy, mình kéo đọt được rồi, bây giờ nó đây là có nhiều lá, bây giờ nó cũng còn non nè, nó mới lụa lụa nè, mà cái tỷ lệ nó ít lắm các bạn. Hôm nay nó đậu được 4 trái nè. Trái này không ok bỏ luôn nhá. Thế mình để 3 trái thôi. Rồi, cành bé bé này để 3 trái thì mốt nó còn đậu được trái thì cũng ok các bạn. Đây nào, ở trên kia nó còn nhiều nó, đây mình quay cho các bạn xem này nhá. Đậu nhiều lắm. Nó đậu trên nó đậu nhiều lắm. Đó thì sau khi mà sổ nhụy được 80%, sau khi sổ nhụy được 80% thì mình bắt đầu cho xịt canxi bo. Canxi bo thì cái canxi bo đó là mình cũng giới thiệu được, nó là cái thằng Money Fish đó các bạn. Thì thành phần ở trong đó nó là 9% đạm, 9% kali,
và 7,2% canxi. Và mình cộng thêm một hũ bò Israel nữa. Đó là sau sổ nhụy 80%. Thì sau khi sổ nhụy ấy, thì tầm 10 ngày sau, 7 tới 10 ngày sau, giai đoạn đó ấy, là bắt đầu là cái hiện tượng El Nino nó xuất hiện ấy. Nắng kèm theo gió đó các bạn. Nó sốc nhiệt quá. Cho nên là mình chuyển sang cái bộ canxi bo. Thì bây giờ mình vẫn đang xịt cái bộ đó để cho nó chống sốc các bạn. Thì bây giờ là nó còn đậu lại đây như thế này nè. Những cái nào mà nó cong mà mình bỏ bớt đi nhá. À, mấy cái thằng móc câu nè. Chùm này nó chỉ có khoảng chừng 1, 2, 3, 4, 5. Chùm này có khoảng 6. 6 cái bông thôi mà đậu được 4 trái nè. 6 cái bông mà mình thụ phấn được á. Còn 4 trái, bỏ này đi nha. Đấy, giờ cuốn này còn 3 trái nè. Này còn nhiều không? Này thì mình phải lo mình đi tỉa. Chứ không thôi á, mình mà không tỉa giai đoạn này nhá, là giai đoạn sau nó rụng ghê lắm các bạn. Đối với những ai á mà sổ nhụy giai đoạn đầu á, mà sổ nhụy mà nó rụng nhiều á, thì giai đoạn sau á nó sẽ thải ít nha. Còn ai á mà giai đoạn đầu này mà thải ít mà nó đậu nhiều như thế này nè, mà không tỉa đi á, giai đoạn sau là nó rụng còn ghê hơn nữa các bạn. Giai đoạn sau nó mà hụt dinh dưỡng nó rụng còn ghê hơn nữa nha. Cho nên là dầu riêng với sầu riêng bón thong này là mình phải tỉa gắt lên. Mà thằng sầu riêng bón thong này nó buồn cười lắm. Cái trái nào mà nó tròn á, cái trái nào mà nó tròn á thì nó dính. Ờ, cái trái nào mà nó tròn thì nó rụng, cái trái nào nó cong thì nó ở lại. Hay vậy. Trái sinh đôi này các bạn. Trái sinh đôi này thì năm ngoái mình cũng đấy, mình cũng bỏ đi về một trái, thì trái sinh đôi này nó vẫn lớn bình thường nha. Đậu trời luôn nè. Sau khi mình thay đổi chiến thuật thôi thì thời tiết nó như thế nào thì mình theo thời tiết như thế. Thì hôm nay nó đậu trái nhiều như vậy nè các bạn. Giờ mình lo mình đi tỉa thôi. Sai lắm. Rồi sầu riêng Thái thì nó vậy, nó mà mình mà không tỉa những trái cong đi mai mốt là nó rụng hết trái đẹp đi, nó để lại trái cong á. Còn sầu riêng ri thì nó tự đào thải được các bạn. Sầu riêng ri nè, ri của mình đậu tốt không? Ri này của mình bây giờ đấy, giờ nó mình cũng phải đi tỉa đi cho nó đỡ hụt dinh dưỡng. Giờ cái chùm này đấy. Còn được 4-5 trái nè. 5 trái này thì mai mốt nó còn đậu được. Cái cành bé bé này nè. Bằng con to hơn ngón tay cái của mình, to bằng hai ngón tay. Cái cành này mai mốt chắc nó đậu được cái từng 2-3 trái gì đó. Một trái cũng được nữa. Sầu riêng đậu tốt lắm các bạn. Thì tỉa thì đó thì là cái cách mà mình thấy hay nha các bạn. Tại vì mình tỉa cái đầu ngọn đi, mình tỉa cái đầu quả đi như vậy thôi. Đấy, bẻ như vậy thôi thì mai mốt nó tự nó đào thải nó rụng đi. Chứ mình đừng có, mình không nên cắt nha. Thì đấy là theo cái cách của mình thấy như vậy. Đấy, cái thằng canxi bo của mình xịt á, là ví dụ các bạn mà đang tháo cái tầng rời nè, là nó dính lại luôn nha. Năm ngoái mình có cái trái sầu riêng á, nó lớn rồi. Nó lớn khoảng chừng 1 ký á. Nó rớt cái tầng rời ra, nó chỉ còn dính một nửa thôi. Và mình xịt mà nó dính lại luôn cho tới trái nó ra được 5 ký luôn nha các bạn. Hay vậy. Mình tỉa bớt đi. Mấy trái cong cong này đều đều nè, bỏ hết đi. Bỏ hết mấy trái cong cong đều đều đi. Để ít thôi. Rồi, 3-4 trái thôi. Tại vì trên cành này nó còn tới cả, nếu mà đếm hết trên cành này chắc nó còn tới khoảng 50 trái các bạn. 50 trái to bé bé nè. Rồi, để mốt nó tự đào thải đi. Cái trái nào đẹp thì mình cứ để lại để nó tự đào thải nhá. Đây nó còn cái cụ sau nữa nè. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về thuốc nha. Mình xịt cái bộ thuốc thì mình sẽ chia sẻ cái bộ thuốc cho các bạn mình. Thì đây cũng vẫn là bộ thuốc này. Sau khi mà sổ nhụy được 7 cho tới 10 ngày đó thì sổ ví dụ như là của các bạn mà nó bị sốc nhiệt á. Sốc nhiệt thì mình xịt cái rong biển canxi bo nè, thì nó làm mát bông mát trái, tăng tuổi thọ, hạt phấn chống rụng bông, rụng trái non. Mà cái đặc biệt thì nó là bao kém sữa này các bạn. Cái thằng bao kém sữa này thì nó có kẽm á, kẽm nó giống như cái thằng anthracone á, nó gốc robinet mà nó có anthracone, thì cái anthracone nó có áo giáp kẽm đó các bạn. Áo giáp kẽm nó bảo vệ cho cái trái của mình nó tốt lắm nha.
Thì trong cái thành phần của cái bó kém sữa này nè, nó hay hơn ở cái chỗ là nó cung cấp auxin ngoại sinh ức chế cây hình thành tầng rời, chống hiện tượng lão hóa và rụng hoa trái non, tạo màng áo kẽm bảo vệ trái, ngăn ngừa nấm bệnh, làm mát cây, giúp cây chống stress hữu hiệu do thời tiết thay đổi. Thì cái thằng bó kém sữa này nó hay lắm. Đấy thì cái bộ này của mình là mình xịt sau, thì tới thời điểm hiện tại như vậy trái của mình được tầm từ 15 cho tới 20 ngày sau sổ nhụy. Thì mình mới sử dụng có hai cữ thôi đó các bạn. Một cữ là sau là 80%, sổ nhụy 80% là mình xịt một lần. Tầm 10 ngày sau sổ nhụy thì mình xịt qua cái bộ canxi bo kẽm, kẽm sữa, bo kẽm sữa với canxi rong biển canxi bo. Thì mình chuyển sang bộ đó. Tới bây giờ thì mình cũng chưa xịt lại nữa, đây là 20 ngày rồi. Thì mình tính là ngày mai đó, ngày mai là mình bắt đầu mình xịt lại một lần nữa để cho nó đậu trái lần hai nha các bạn. Tại vì cái tới khi cái trái mà nó lớn khoảng chừng 20 ngày này nè, là nó bắt đầu là nó sẽ tới một cái giai đoạn thải sinh lý lần hai nha. Rồi lần ba là cái trái mà nó khoảng cái chừng từ nửa ký cho tới nửa ký tới 7 lạng, là so với sầu riêng, cho sầu riêng G6 là lần cuối cùng là khoảng nửa ký tới 7 lạng nó sẽ thải sinh lý lần cuối cùng. Còn sầu riêng mõn thon ấy là trái phải tầm từ 1 ký trở lên thì nó mới xong nha các bạn, nó mới không có thải sinh lý nữa nha. Nó có thải thì nó thải chỉ có 1-2 quả thôi. Đây là nguyên chùm này của mình bây giờ nó đẹp quá, mình không biết tỉa sao luôn á. Giờ nguyên cái chùm sầu riêng ri này của mình nó đẹp quá, mình không biết tỉa làm sao đây. Thôi cho nó đi 2 trái đi. Rồi xong. Còn lại 2, 4, 6, 8, 9 trái. Tại vì cành này nó có một chùm các bạn, cành này dưới thấp nhất nè, có một chùm à. Thì cái kinh nghiệm của mình á, cái cành mà càng dưới thấp như vậy này các bạn, thì các bạn để cái chùm bông nó càng ngoài đầu cành này thì nó càng dễ đậu nha. Những cái cành thấp dưới cùng á, mình đừng có để trong này nó khó đậu lắm. Thì mình để ngoài nè, đấy. Thì nó sẽ đậu tốt lắm các bạn. Những cái cành thấp nhất á thì mình nên ưu tiên những cái bông ngoài đầu cành, ngoài nè, thì cho nó đậu. Còn những cái cành ở trên cao ấy, càng lên trên cao ấy thì mình lại ưu tiên, càng lên trên cao thì mình lại ưu tiên bên trong nha các bạn. Mình lại ưu tiên cho nó đậu bên trong. Đó. À, các bạn. Cái sầu riêng ri của mình này nó đậu tốt lắm các bạn. Nói chung là thái của mình nó tới giai đoạn từ 15 cho tới 20 ngày rồi là nó đậu tốt lắm. Nó đậu như chùm nho á. Đấy thì hai cái bộ thuốc của mình cũng chia sẻ là mình xịt như vậy. À, các bạn nào nhìn nó đậu nè các bạn. Đó, mình làm đơn giản vậy thôi đó mà nó đậu nè. Với lại trong cái giai đoạn này thì cái quan trọng nhất là điều tiết nước các bạn. Thắng bại là nhờ điều tiết nước hết á. Chứ mình mà điều tiết nước sai, mình có xịt thuốc gì đi chăng nữa mà mình điều tiết nước sai là coi như là mình cũng chịu nha. Tại vì dư nước nó cũng rụng mà thiếu nước nó cũng rụng. Thì cái cách duy nhất là mình có công thức á. Có một cái công thức mình chia sẻ cho các bạn rồi đấy. Cái công thức duy nhất để mà mình căn làm sao cho nó biết là đủ nước trong cái giai đoạn sau sổ nhụy thì chỉ có hai cách. Cái cách thứ nhất là nhìn qua bộ lá. Cái lá là nó phải hơi héo, hơi ngủ. Hơi héo, hơi ngủ thôi nha các bạn. Chứ đừng có để nó ngủ quá, nó héo quá nha. Hơi héo héo ngủ ngủ vào giấc trưa đó. Và cái cuống của mình là nó hơi xuông xuống, nó không được nhìn lên quá. Đấy. Nó vẫn phát triển từng ngày, nhưng mà mình quan sát thì mình đó là cái cách mà mình quan sát như thế. Móc câu hết nè, bỏ nè, đó. Đó là hai cái lưu ý mà mình xin lưu ý về cái cách tưới nước, bởi vì cái tưới nước nó khó lắm các bạn. Cái này mình đòi hỏi mình phải biết quan sát, chứ nếu mà mình không quan sát được thì mình không biết tưới làm sao. Thì đấy, thì mình chia sẻ là mình, cái cách tưới của mình thì mình chia sẻ để cho mọi người có nhìn trực quan nhất. Đó chính là mình tưới, hiện tại là bây giờ tới thời điểm trái 15 cho tới 20 ngày này thì mình cắt một ngày tưới một ngày. Mình tưới mỗi một lần là 30 phút các bạn. Nhưng mà đối với những ngày vừa rồi á, mình thấy là cái cây của mình bắt đầu nó thiếu nước, nó héo. Thì mình tưới liên tục 3 ngày liền luôn. Có nghĩa là hôm nay mình tưới 30 phút, ngày mai mình tưới 30 phút, ngày mốt mình tưới 30 phút luôn. Đó là cái cách mà mình cảm nhận được là cây nó thiếu nước hay đủ nước. Mình cứ nhìn qua dàn lá, mình cứ quan sát qua dàn lá, mình cứ cảm thấy nó đủ hay thiếu thì mình bổ sung cho nó như thế. Chứ thật sự ra mình không thể nào nói là cắt một ngày tưới một ngày, hay là ba ngày tưới một lần, hay là tưới bao nhiêu nước. Đó. Thì chỉ có cách mà mình nhìn qua bộ lá thôi các bạn. Đó là cái cách duy nhất nha.
để cho mình làm được cái trái sầu riêng nó đẹp. Hôm nay cái dàn đọt của mình thì giờ nó đứng già hết rồi các bạn, già khẳng hết rồi, giờ thì yên tâm rồi. Từ bây giờ cho tới khi trái lớn thì không có sợ đi đọt nữa các bạn ơi. Bây giờ tới khi cho tới khi mà trái chắc tới thu hoạch luôn thì khó mà cái cây của mình nó đi đọt được lắm các bạn. Thì đó là đôi điều mình muốn chia sẻ cho tới tất cả cô chú anh chị và các bạn mình. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình thấy chia sẻ của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết, mọi người cùng làm. Rồi nếu mà có thắc mắc gì thì cô chú anh chị và các bạn mình để lại một bình luận thì mình sẽ giải đáp nhé. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn mình.